Trời, sao Lũng đâu qua chơi mà dọn dẹp hoài vậy bà? Thì muốn chơi bà có xanh nhiệm vụ. Đợi chút đi. Ủa, chị đang đắp mặt nạ hả? Chị đắp mặt nạ gì mà lâu nhà sáng giờ không sợ rớt hả? Chị đắp mặt nạ cho ngày mai này nè. Mặt nạ Marine là một dòng mặt nạ dưỡng da đến từ thương hiệu Sederma của Hàn, một thương hiệu quá quen thuộc, quá nổi tiếng và hầu như là giới trẻ ai cũng biết hết trơn á. Với các thành phần chính như là collagen tỷ phân nè, tinh chất tảo bẹ Undaria Nhật Bản chiết xuất từ tảo nâu, lọc 10 cái mô sẹo từ cây thì là biển, rồi chiết xuất trong biển nè, dịch chiết hải sâm, tinh chất từ sinh vật phù du và chiết xuất vỏ thông nữa. Chất liệu mask là dạng thạch, trong suốt và rất mỏng, đặc biệt là kích thước vừa vặn với khuôn mặt của đa số người châu Á và có độ bám rất là cao. Nên là mọi người thấy đó, mình có thể là đeo mặt nạ và có thể làm việc nhà rất là thoải mái luôn. Mấy bạn mà bận rộn không có thời gian dưỡng da thì mình cũng thể tranh thủ mọi lúc mọi nơi nè. Em này nổi bật nhất ở hai công dụng, đó là dưỡng trắng và hạn chế sự xuất hiện của các nếp nhăn. Ngoài ra thì em nó còn cấp ẩm sâu nè và nuôi dưỡng cho bạn một cái làn da khỏe mạnh, mềm mại cũng như là bóng mượt. Để có được một làn da khỏe mạnh, một làn da không tuổi á thì nhớ là phải chăm chỉ đắp mát cho chị em ơi.